Tôi sẽ dùng unit ha, cho nó dễ ha. Tại vì cái này dùng số tổng thì nó sẽ khó hình dung hơn. Xin lỗi ha. Được chưa? Tức là cái này là tương ứng với lại. Được không ạ? Thì đây là cái mà chúng ta sẽ có ha. Đầu vào chúng ta bỏ vào 1.000 item và cái lượng material này thì 10 đô một item và cần một sân code trong quy trình nó sẽ cần phải 5 đô, trung bình 5 đô để process cho 1.000 item này ha. Thì nếu chúng ta dừng ở B1 thì cái giá trị chúng ta đưa vào cái item đó nó chỉ là 3 đô material cộng với 2 đô cần vào sân thôi. Xin lỗi các bạn thấy màn hình của tôi chưa ạ? Rồi, xin lỗi ha, tôi nói lại ha. Thì liên quan tới câu hỏi thứ hai của bạn là về cái equivalent unit. Thì đây ha, tôi giả sử ha, chúng ta input vào á, material chúng ta input 1.000 item, giá trị 1.000 item này là 10. Đúng không ạ? Và cái phần material này sẽ tương ứng là 10 đô một item. Cái cần vào sân code sẽ tương ứng là unit là 5 đô một item. Thì để mình giải thích cái equivalent unit á, cái cách dễ nhất là tôi giả sử ha, là quy trình một cái bước đó nó sẽ đi qua 3 khúc. Đúng không ạ? Thì đi qua cái chỗ số 1, tức là tôi giả sử là bạn sẽ chạy một cái dây chuyền ha, dây chuyền sẽ có 3 người công nhân đứng ha. Đi qua người công nhân thứ nhất á, thì cái lượng material đưa vào là 3 đô và lượng conversion cost đưa vào là 2 đô. Đi qua người công nhân thứ hai thì nó đưa tiếp vào 3 đô nữa và conversion cost cũng đưa vào tiếp 2 đô nữa. Và nếu mà đi qua cái người công nhân thứ ba thì nó đưa tiếp 4 đô material và nó đưa tiếp 1 đô conversion. Thì các bạn sẽ thấy là nếu như các bạn dừng sản xuất, tức là đến cuối kỳ các bạn cắt off time, các bạn cắt vào thời điểm sản xuất á, nếu item nào nó nằm ngay người thứ nhất á, thì cái giá trị item nó mới nhận có 3 đô và 2 đô thôi. Nếu người nào mà dừng ở quy trình số 2 á, thì giá trị họ mới nhận có 6 đô và 4 đô thôi, tức là nó bằng hai cái trên cộng lại. Và nếu người nào đi hết đến người thứ ba rồi thì nó mới được nhận đủ 15 đô với item, được không ạ? Thì nếu như cuối kỳ các bạn có 500 item nó đã nằm xong khâu số 3, 300 item nằm xong khâu số 2 và 200 item nằm xong khâu số 1 thì tổng cộng là các bạn sẽ có 1.000 item, đúng không ạ? Rồi, nhưng 1.000 item này nó không giống nhau, được không ạ? 1.000 item này nó không giống nhau, được chưa? Thì với item này tổng của chúng ta là 15 đô trên một item, đúng không ạ? Thì 500 item này á, nó ở bước 3, cho nên là nó sẽ tương ứng với lại 15 đô một item, tại vì chúng ta đưa hết rồi, chúng ta đã đưa hết nó vào rồi. Ở bước số 2 này á, thì nó mới tương đương có 10 đô trên một item mà thôi. Và cái item nào mà mới chỉ đi qua cái bước số 1 á, thì nó chỉ tương ứng với 5 đô trên một item mà thôi. Được không ạ? Thì đó chính là cái, tức là các bạn hình dung không? Tức là 1.000 item nó chạy không có nghĩa nó xong hết. Cho nên là khi các bạn xong, các bạn hỏi là cái quy trình sản xuất ta có bao nhiêu item, thì các bạn có 1.000 item. Nhưng 1.000 item này có 500 item nó đã chạy xong full, được không ạ? 300 item nó mới chạy đến 10 thôi. Và 200 item nó mới chạy đến 5 thôi. Được không ạ? Thì như vậy equivalent unit sẽ là số lượng unit làm sao mà nó tương ứng là chạy hết 100, tức là chạy đến đây luôn rồi. Đúng không ạ? Thì chúng ta có là 500 nhân với 15 thì chúng ta có là 7.500, đúng không ạ? 300 nhân với 10 thì chúng ta có ở đây là 3.000. Và 200 mà nhân với 5 thì chúng ta có cái giá trị ở đây là 1.000. Được chưa? Tức là đến cái thời điểm mà chúng ta ngưng sản xuất á, tổng cái giá trị mà chúng ta mang lại của 1.000 item này thì nó trị giá là 11.500 đô. Được chưa? Nó trị giá là 11.500 đô. 1.000 item này trị giá 11.500 đô. Nhưng khi kết thúc cái process này thì một item nó phải trị giá là 15 đô. Được chưa? 10 đô trên này và 15 đô trên này. Khi hoàn tất toàn bộ quá trình thì nó phải hoàn thành là 15 đô. Ở đây 1.000 item này chỉ trị giá 11.500 đô thôi. Cho nên chúng ta mới có là equivalent, nghĩa là tương đương. Tức là khi này bao nhiêu unit nhân với lại 15 đô, tức là cái giá trị full, thì nó sẽ bằng 11.500 đô. Được chưa? Tại vì đơn giản là bạn nói là tôi có 1.000 item trị giá là 11.5, nhưng mà thực sự cái item của bạn sau quá trình sản xuất nó đâu phải bằng 11.5, nó bằng 15. Thì như vậy thì cái giá trị này nó tương đương với bao nhiêu unit, thì các bạn lấy 11.500 các bạn chia cho 15.
thì các bạn sẽ tương đương là nó khoảng 767 unit. Được chưa? Tức là bạn có 1.000 item thật, tức là bạn đang đếm thì có 1.000 item, nhưng có item nó đã tô màu xong, có item nó lắp xong nó chưa tô màu, và có item nó mới bắt đầu đưa vào thôi. Được chưa? Thì cái giá trị của nó đã chạy từng bước, cái phần code đưa vào á nó chưa tương xứng với đủ 1.000 item, bởi vì nó mới có 11.500 thôi. 1.000 item đầy đủ nó phải tương ứng với 15.000. Thì nếu như chúng ta giả sử rằng chúng ta đã làm hoàn tất, tức là chúng ta không dành thời gian để làm những cái dở dang mà chúng ta làm hoàn tất hết, thì chúng ta sẽ hoàn tất tương ứng là 767 unit. Thì 767 unit này được gọi là equivalent. Được không ạ? Equivalent unit là cái đơn vị danh nghĩa tương ứng với cái việc là bao nhiêu unit hoàn tất 100% quy trình. Còn physical unit thì cho dù nó hoàn tất bao nhiêu phần trăm thì nó vẫn là một item mà thôi. Đúng không ạ? Nhưng mà equivalent là giả sử rằng hoàn tất hết thì là có bao nhiêu item được hoàn tất. Rồi. Các bạn còn câu hỏi gì không ạ? Tôi nghĩ là chúng ta có thể làm cùng với nhau một số cái bài tập ha, và các bạn sẽ có thể hình dung kỹ hơn về những cái phần liên quan tới cái process costing. Thì như tôi nói, đây là một cái topic tương đối khó. Được không ạ? Rồi mọi người mở sách bài tập ra giúp tôi ạ. Rồi. Thì mọi người cùng làm ha. Và khi các bạn có đáp số thì các có đáp án thì các bạn chat lên, nhưng không chat giúp tôi nha. Rồi câu 12.1 ạ. Câu 12.1 và câu 12.2 là nó liên quan tới cái nội dung cuối cùng mà chúng ta học vào cái buổi học hôm trước ha. Nó là một câu lý thuyết thôi. Bạn nào có đáp án chat lên, không chat giúp tôi ạ. Rồi. Tôi thấy đáp án của bạn Dung này ha. Cảm ơn bạn. Thì bạn Dung chọn câu 12.1 là câu A là product with E later divide into many parts. Thì cái này nó sẽ chưa chính xác ha bạn ha. Tại vì sao ạ? Tức là câu này nó có nghĩa là sau khi mà hoàn tất một cái quy trình đó, nó sẽ tục divide thành many parts. Nó có thể chia thành nhiều bước khác nhau. Thì cái này nó cũng là một phần trong cái joy product, nhưng nó không phải là cái phần bắt buộc. Bởi vì sao ạ? Như hôm bữa chúng ta học cũng có một cái nội dung là further processing, tức là sau cái join process đôi khi nó sẽ cân nhắc là chúng ta có further processing hay không, hay chúng ta dừng ở ngay cái bước đó và chúng ta bán luôn. Được không ạ? Nếu chúng ta further process và cái phần giá trị tạo thêm nó cao hơn cái phần chi phí tăng thêm, thì chúng ta sẽ further process, tức là chúng ta sẽ chia thành nhiều part để chúng ta sản xuất. Còn nếu như cái part nào và cái hướng đi nào mà nó không tạo thêm giá trị, vượt quá cái chi phí gia tăng, thì chúng ta sẽ dừng lại. Cho nên câu A nó chưa chính xác. Thì joint product là cái product mà chúng ta sẽ sản xuất cùng lúc. Tức là trong bài học chúng ta định nghĩa nó là những cái sản phẩm được sản xuất đều trải qua dùng chung một cái quy trình hoặc một số những cái quy trình. Thì ở đây cái câu B, đúng không? Câu B nó nói là product nó được sản xuất đồng thời với những cái sản phẩm khác, và sản phẩm đó nó có một cái value nhất định. Được không ạ? Câu này đáp án chúng ta sẽ là câu B. Câu A nó đúng nhưng không phải luôn luôn đúng, bởi vì câu A nếu trong trường hợp chúng ta không có further processing thì nó sẽ không có divide to many parts, chúng ta có thể dừng ngay câu về cái joint product ha. Thì joint product là cái sản phẩm mà nó được sản xuất đồng thời với sản phẩm khác và nó có một cái giá trị tương đối, hoặc là nó là những sản phẩm được dùng chung một quy trình sản xuất. By product bạn chọn câu D. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là câu D là câu đúng. By product khác với joint product là gì ạ? Là nó cũng được sản xuất đồng thời với sản phẩm khác, nhưng giá trị của nó thấp so với những sản phẩm khác ha. Thì cái câu này nếu chúng ta đọc không kỹ, nó có thể chọn nhầm câu C. Mọi người lưu ý là low value chứ không phải low volume nha. Thì câu C họ gài chúng ta, họ cho chúng ta cái là low volume, chúng ta có thể đọc nhầm. Tức là câu 12.2 là bạn Dung nó chọn đúng rồi. 12.2 đáp án của chúng ta là câu D ha. Rồi, người xem giúp tôi câu 12.3. Rồi, câu 12.3 này ha, thì họ hỏi là trong cái process costing, và nếu mà chúng ta có cái abnormal loss thì cái action chúng ta cần phải xử lý với process account là cái gì. Thì câu hỏi này nó đòi hỏi chúng ta phải nhớ được hai thứ. Thứ nhất là liên quan tới cái phần
liên quan tới cái cost bookkeeping. Chúng ta sẽ nhớ là process account trong book cost bookkeeping là cái chúng ta thường hay gọi là work in progress, tức là cái nơi mà chúng ta đưa những cái chi phí liên quan tới cái process vô trong đó, được không ạ? Nó là cái nơi mà chúng ta đưa chi phí vào trong nhà sản xuất và rút chi phí để mà allocate vào cái thành phẩm hoặc là cái output sau khi kết thúc quá trình sản xuất, được chưa? Thì đó là cái đầu tiên ta phải nhớ. Cái thứ hai ta phải nhớ là abnormal loss nó sẽ phải chịu chi phí, được không ạ? Normal loss thì nó sẽ không chịu chi phí, tức là những cái phần normal loss nó sẽ không bị phân bổ chi phí vào đó, nhưng phần abnormal loss thì nó bị phân bổ chi phí. Bị phân bổ chi phí nghĩa là với abnormal loss account các bạn sẽ phải debit nó, chi phí tăng thêm thì các bạn sẽ phải debit vào abnormal loss account. Và tương ứng là khi có abnormal loss vì nó đã chịu một phần chi phí cho nên cái phần còn lại ở trên cái process account nó sẽ giảm xuống, cho nên đáp án đúng ở đây là các bạn sẽ phải credit. Người ta hỏi là các bạn sẽ làm gì với cái process account, được không ạ? Người ta hỏi là bạn làm gì với cái process account, nên các bạn sẽ phải credit cái process account, tức là các bạn lấy chi phí từ cái process account, các bạn phân bổ vào cái phần abnormal loss đó, được chưa? Đáp án của con 2.3 là câu D. Khi xảy ra abnormal loss thì abnormal loss nó phải chịu chi phí, nó phải chịu phân bổ chi phí, thì nghĩa là với cái process account là cái nơi chứa chi phí, nó sẽ giảm chi phí xuống bởi vì nó đã phân bổ cho thằng abnormal loss rồi, được không ạ? Còn cái chuyện mà thằng abnormal loss mà nó có scrap value thì cái phần scrap value đó nó sẽ được điều chỉnh thẳng vào cái abnormal loss account, đúng không ạ? Cái process account nó sẽ chỉ điều chỉnh nếu như đó là scrap value của normal loss. Các bạn sẽ nhớ ha, nếu là normal loss mà nó có scrap value thì chúng ta sẽ giảm chi phí sản xuất, đúng không ạ? Nghĩa là chúng ta sẽ giảm cái process account xuống. Còn với scrap value của abnormal loss hoặc abnormal gain thì chúng ta sẽ điều chỉnh thẳng lên trên P&L, chúng ta không điều chỉnh thông qua process account nữa. Cho nên đó lý do tại sao câu A và câu C nó không đúng. Tại vì scrap value của hai câu của cái phần abnormal loss nó sẽ không liên quan gì đến process account, nó chỉ liên quan tới cái abnormal loss account và P&L account mà thôi. Được chưa? Thì câu 12.3 đáp số là câu D. Câu này đọc nó sẽ hơi khó ha. Mọi người phải xác định rõ là họ hỏi là cái gì xảy ra trên process account cho cái việc abnormal loss, chứ người ta không hỏi cái tài khoản abnormal loss, được không ạ? Rồi câu 12.4 các bạn tính giúp tôi được không ạ? Không biết là các bạn nào có đáp số cho câu này chưa ạ? Thì chúng ta cùng đọc qua câu này ha. Thì câu này cho chúng ta là một cái công ty họ sản xuất một cái loại product để simple, họ chỉ có một cái process thôi. Thì material họ đưa vào 5.000 ký và giá là 50 cent một ký. Labor là 700 đô. Production overhead là 200% of labor. Normal loss là 10%. Và without further processing thì cái phần loss này có thể sold được 20 cent trên một ký. Output là 4.200 ký cho cái process. No work, không có tồn kho đầu kỳ, tồn kho cuối kỳ, nghĩa là tất cả những cái process này nó đều hoàn tất vào cuối kỳ ha. Thì họ hỏi chúng ta là cái value của chúng ta credit vào trong cái process account cho cái scrap value của normal loss, đúng không? Thì ở trên nó ngay câu trên nó tôi đã nói rồi ha. Nếu như nó là scrap value của normal loss thì các bạn sẽ giảm chi phí sản xuất, nghĩa là các bạn sẽ credit vào process account. Còn nếu như nó của abnormal loss và abnormal gain thì các bạn sẽ ghi nhận thẳng vào tài khoản abnormal loss, abnormal gain để mà đưa lên P&L. Thì câu này mặc dù họ cho chúng ta rất nhiều thông tin, nhưng khi đọc câu hỏi mình sẽ thấy ha, họ chỉ hỏi chúng ta là cái phần scrap value của normal loss là bao nhiêu, đúng không? Thì thực ra câu này nó nhìn nó dài nhưng thực ra nó rất là dễ. Các bạn chỉ cần biết là tính được normal loss thì normal loss chúng ta có là 5.000 ký nhân với 10% thì chúng ta sẽ được là 500 ký, được không ạ? Và một ký của normal loss thì chúng ta sẽ bán được 20 cent. Nhưng scrap value của
thì nó sẽ bằng là 500 kg nhân với lại 20 cent, 20 cent là 0,5 đô thì nó sẽ bằng là 100 đô la. Thì con số đáp số chúng ta là 100 đô la ha. Câu này nó cho nội dung rất là dài nhưng thực sự thì câu hỏi này rất là dễ. Các bạn chỉ cần xác định normal loss, tính đúng ra normal loss và các bạn nhân với lại cái swap value mà thôi. Được chưa? Người hiểu rõ chỗ này chưa? Câu này họ hỏi chúng ta là cái swap value debit credit vào trong cái process account của normal loss. Thì đáp số chúng ta là chúng ta lấy phần normal loss mà nhân với lại cái swap value thôi. Nó rất là đơn giản ha. Nếu như câu hỏi này họ mang họ cho chúng ta một cái trick, một cái điểm bẫy, tức là họ hỏi là cái phần swap value của abnormal loss, thì khi đó abnormal loss swap value nó không làm gì với lại cái process account hết, cho nên nếu nó bắt buộc là điền chúng ta sẽ điền là không. Còn nếu là normal loss thì nó sẽ làm giảm cái chi phí sản xuất, nên chúng ta sẽ credit đủ 100 đô swap value vào trong cái process account ha. Rồi, câu 12.5. Rồi, câu 12.5 là point of separation, hoặc nó có một cái tên gọi khác, nó là split of point, nó chính là cái liên quan tới joint product. Đúng không ạ? Thì đáp số của nó là câu C ha. Rồi, câu 12.6 ạ. Rồi, câu 12.6 hỏi chúng ta là một công ty họ phát hiện là sau quá trình sản xuất á, thì họ sẽ có abnormal loss, và họ hỏi là cái abnormal loss này nó sẽ được ghi nhận như thế nào với cái process account. Được không ạ? Thì mọi người sẽ nhớ ở phía trên chúng ta có câu 12.3 là câu lý thuyết và câu 12.4 là một câu tính toán ha. Thì tôi nói lại luôn. Nếu như liên quan tới abnormal loss thì abnormal loss nó sẽ phải chịu phân bổ chi phí sản xuất. Còn swap value, tức là giá trị thu hồi của cái phần abnormal loss, thì nó được điều chỉnh thẳng lên abnormal account. Nghĩa là sao? Nghĩa là với abnormal loss xảy ra thì toàn bộ cái giá trị sản xuất nó sẽ được chia đều như là thành phẩm bình thường, như là cái output bình thường. Đáp án là câu A. Được không ạ? Còn đáp án B, không value nào được ghi khi nào họ hỏi rằng là cái swap value. Được chưa? Câu này họ hỏi là cái abnormal loss á, nó sẽ được ghi nhận đối ứng như thế nào với cái process account, và abnormal loss nó sẽ bị phân bổ chi phí bình thường như là những cái thành output bình thường. Nghĩa là khi mà cuối kỳ process account chúng ta tổng hợp chi phí lại, chúng ta chia ra thì chúng ta chia cho cả output và chúng ta chia cho cả abnormal loss. Nên câu A, tức là total cost per unit of normal input, xin lỗi các bạn, normal output, đúng không ạ? Abnormal loss nó phải chịu gánh cái phần chi phí giống như cái normal output. Đúng không ạ? Đáp án câu 12.6 chúng ta sẽ là câu A. Câu 12.7 ạ. Câu 12.7 hỏi chúng ta là conversion cost là gì? Thì như tôi nói, conversion cost là chi phí cần phải sử dụng để chuyển material thành phẩm finished good ha. Cho nên đáp số ở đây là câu 12.7 sẽ là câu D. Nó là toàn bộ những chi phí liên quan tới production cost ngoại trừ direct material. Đúng không ạ? Conversion cost nó sẽ bằng direct labor cộng với overhead, nghĩa là toàn bộ chi phí production cost ngoại trừ direct material. Đáp án câu 12.7 là câu D. Rồi câu 12.8 ạ. Các bạn tính giúp tôi câu 12.8 ạ. Rồi, câu 12.8 hỏi chúng ta là có 340 lít cái hóa chất X được sản xuất ở trong kỳ, và trong cái kỳ này thì nó có normal loss 10% và nó cũng có là abnormal loss là 5%. Họ hỏi chúng ta là bao nhiêu lít material đã được đưa vào trong cái process này.
thì chúng ta sẽ có cái gì ạ? À? Thì 100% input thì nó bằng output cộng với lại normal loss và cộng với lại abnormal loss. Đúng không ạ? Thì input thì bằng output cộng normal loss cộng với abnormal loss. Thì chúng ta có là 100% input thì sẽ bằng 40 ở đây chúng ta thu được là 340 lít. Chúng ta biết là normal loss là 10% của input. Này bài đã cho rồi ha. Và abnormal loss là 5% của input. Được chưa? Thì với cái bài toán này chúng ta có một cái biến là input thì chúng ta sẽ có được là chúng ta chuyển vé đổi giống ta sẽ được là 85% input. Thì nó sẽ bằng là 340 lít. Từ đó chúng ta có thể suy ra được là input thì bằng 340 lít chia cho 85% và nó sẽ bằng là 400 lít. Đáp án sẽ là câu D ha. Câu 12.8 này là một câu tính toán bình thường thôi. Chúng ta chỉ cần nhớ là input thì nó bằng output cộng normal loss cộng với abnormal loss. Chúng ta đã có những cái phần trăm tương ứng. Chúng ta sẽ biết được là cái phần output nó sẽ tương ứng với 85% của input. Và chúng ta chia ngược lại thì nó sẽ thu được là input là 400 lít. Được chưa? Rồi câu 12.9 ạ, mọi người đọc câu 12.9 giúp tôi ạ. Thì câu 12.9 này là một câu họ tiếp tục hỏi về cái chuyện là chúng ta xử lý như thế nào với một cái abnormal ha, lần này là abnormal gain. Thì khi chúng ta có abnormal gain thì abnormal gain hay abnormal loss thì nó cũng sẽ được phân bổ một cái phần, toàn bộ cái phần chi phí sản xuất nó sẽ vẫn được phân bổ tính toán cho cái phần abnormal này. Nhưng mà normal nó không tính, còn abnormal thì chúng ta tính. Cho nên là record là nó sẽ record vào process account. Thì nếu trong trường hợp nó có abnormal loss thì nó sẽ chịu chi phí, cho nên nó sẽ debit vào cái process account. Còn với up, sau đó bạn nó sẽ credit vào process account và nó sẽ chịu chi phí, tại vì nó giảm cái process account đi. Ngược lại abnormal gain nó sẽ làm cho cái phần chi phí, cái phần process account nó sẽ tăng cái giá trị lên, cho nên chúng ta sẽ debit vào cái process account ha. Tức là abnormal gain, sau đấy bạn abnormal loss chúng ta sẽ nhớ thế này, chúng ta sẽ suy ra dễ nhất là abnormal loss chúng ta sẽ lấy chi phí ra khỏi process account, cái phần loss nó chịu chi phí thì nó sẽ credit vào cái process account. Thì ngược lại abnormal gain chúng ta sẽ debit vào process account và cái lượng chúng ta debit nó sẽ bằng cái total production cost chia cho normal output. Đáp án sẽ là câu D ha. Cái này chúng ta sẽ nhớ hai khúc. Thứ nhất là chúng ta phải debit abnormal loss thì chúng ta credit process account, còn abnormal gain thì chúng ta sẽ debit vào process account. Và thứ hai là cái giá trị mà chúng ta credit nó sẽ bằng total production cost chia cho normal output. Mọi người sẽ nhớ là trong cái process costing khi chúng ta tính, chúng ta luôn luôn chia total cost cho normal output. Chúng ta tính cái bước 2 á, bước 2 trong process costing, chúng ta tính cái unit chúng ta chia cho normal output chứ chúng ta không chia cho actual output. Đúng không ạ? Câu 12.9 đáp án sẽ là câu D ha. Rồi câu 12.10 ạ. Một câu liên quan tới choice cost allocation. Mọi người đọc câu 12.10 giúp tôi ạ. Rồi câu 12.10 là một câu liên quan tới choice cost allocation ha. Thì chúng ta sẽ có một cái process cost là chúng ta sẽ có tổng chi phí là 30.000 đô cho cái choice process cost. Cái output thì product A chúng ta thu được 2.000 ký, product B nó thu được 4.000 ký và cái selling price của A là 12 đô và của B là 18 đô. Thì ở đây họ hỏi chúng ta là cái phần choice process cost này nó sẽ được chia cho product B là bao nhiêu nếu chúng ta dùng cái phương pháp là sell value. Được không ạ? Chúng ta nhớ là chúng ta sẽ có hai phương pháp, một phương pháp là physical output tức là bao nhiêu ký, bao nhiêu thùng chúng ta thu được, và phương pháp thứ hai là phương pháp sell value. Thì phương pháp sell value chúng ta xem là cái sell value của từng product nó chiếm bao nhiêu phần trăm thì chúng ta sẽ tiến hành phân chia cái choice cost cho product đó theo một cái tỷ lệ là tương ứng. Thì đây chúng ta sẽ có là
sell value của A thì sẽ bằng là 2.000 ký nhân với lại 12 đô thì chúng ta sẽ thu được là 24.000 đô, được không ạ? Rồi sell value của B thì chúng ta thu được là 4.000 ký và chúng ta bán được 18 đô, nghĩa là chúng ta thu được 72.000 đô. Như vậy thì khi hỏi chúng ta là product B họ đã sell bao nhiêu cost thì chúng ta sẽ xem là product B này họ có 72.000 sell value và nó dùng sell value thì chúng ta sẽ có là joint process cost B thì sẽ bằng là tổng cái process cost là 30.000 đô nhân với cái tỷ trọng mà B họ chịu thì B chịu là 72.000 sell value chia cho cái tổng của chia cho cái tổng là 24.000 của A cộng với lại 72.000 của B. Đây chính là tổng cái giá trị ha. Thì chúng ta sẽ tính được là B sẽ chịu khoảng 75% chi phí và tương ứng nó là 22.500 đô. Đáp án là câu D. Tôi thấy là lớp hình như hôm nay không có trả lời những cái câu hỏi của tôi cùng trao đổi với mọi người ha, thì tôi không biết lý do là như thế nào ạ. Mọi người chưa có thời gian xem qua bài hay là như thế nào ạ? Mọi người có muốn tiếp tục làm bài tập không hay là chúng ta học lý thuyết tiếp ạ? Tại vì tôi thấy là trong quá trình dạy bài tập thì lúc đầu còn có một vài bạn trả lời, còn sau này tôi không thấy bạn nào trả lời thì tôi cũng không biết cái vấn đề là như thế nào ạ. Tại vì tôi không thấy là các bạn, tại vì nếu chúng ta không cùng làm thì các bạn chỉ nhìn vô bài giải thì thực ra nó cũng chẳng khác gì phần chúng ta học lý thuyết đâu ạ. Thì nó sẽ không có hiệu quả cho các bạn thôi. Tại vì bài tập chính là cái cách mà giúp chúng ta hệ thống hóa lại cái kiến thức ha. Rồi, mọi người xem tiếp giúp tôi câu 12.11 ạ. À, tức là có một số bạn không có sách bài tập ạ. Ok, rồi, được rồi ạ. Vậy thì mọi người cùng đọc ha, tôi đang xem màn hình cho mọi người cùng đọc câu hỏi chúng ta cùng làm ha. Câu 12.11 là câu họ cho chúng ta hai mệnh đề và họ yêu cầu chúng ta chọn là true or false. Rồi, thì câu này chúng ta cùng xem ha. Mệnh đề số 1 họ nói chúng ta là cái net realizable value của loss mà càng cao thì cái cost per unit của output sẽ càng thấp. Thì cái này sẽ đúng. Tại vì chúng ta nhớ là cái net realizable value của loss hay chúng ta gọi có thể gọi một cách khác là scrap value thì cái phần normal loss nó sẽ được điều chỉnh giảm vào chi phí sản xuất và khi mà chi phí sản xuất giảm thì cái chi phí per unit của normal output nó sẽ giảm xuống, cho nên mệnh đề thứ nhất là đúng. Mệnh đề thứ hai là họ nói là nếu mà up normal loss mà càng cao thì cái cost per unit của normal output càng cao thì câu này là không chính xác. Tại vì chúng ta đều nhớ là cái phần up normal loss nó sẽ không điều chỉnh tổng chi phí, được không ạ? Cái bước số 2 khi chúng ta tính ra cái cost per unit của normal output thì chúng ta lấy total cost chúng ta chia cho normal output và cái up normal loss nó không làm thay đổi normal output, cái up normal loss nó cũng không làm thay đổi total cost, cho nên cái cost per unit nó sẽ không đổi khi mà up normal loss cao lên hay thấp xuống, được không ạ? Cost per unit nó sẽ không đổi nhưng mà tổng những cái điều chỉnh trên P&L nó sẽ thay đổi ha. Cho nên mệnh đề số 2 sẽ là sai. Rồi câu 12.12 ạ. Rồi, câu 12.12 hỏi chúng ta là cái nào là cái định nghĩa của cái up normal gain, thì chúng ta nhớ là up normal gain nó sẽ là cái tình huống mà cái phần bị loss thực tế nó thấp hơn phần normal loss, được không ạ? Tức là trong tình huống này đáp án của chúng ta là câu A, được không ạ? Up normal gain không có nghĩa là chúng ta không bị loss mà là chúng ta bị loss ít hơn những gì chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ bị loss, hay nói cách khác là chúng ta ít hơn cái normal loss, được không ạ? Normal loss nghĩa là khi bạn đã tiến hành sản xuất là bạn sẽ bị loss, thì nếu như bạn loss ít hơn cái đó thì bạn cho rằng bạn gain. Tại vì bạn nghĩ rằng bạn sẽ bị loss 10 nhưng thực sự bạn loss 5, nghĩa là bạn có tự cho mình là mình gain 5, được không ạ? Thì up normal gain nghĩa là
actual loss thấp hơn normal loss là câu A. Câu B thì nó chính đang nói đến abnormal loss. Đúng không? Câu 12.12 đáp án là câu A. Rồi, câu 12.13. Câu 12.13. Mọi người tính giúp tôi xem là abnormal loss nó bằng bao nhiêu ạ? 100 lít. Rồi, thì câu này chúng ta sẽ có là normal loss là 25%. Chúng ta nhân với lại 800 lít thì chúng ta sẽ biết là normal loss nó sẽ là 200 lít. Và chúng ta có output 500 lít, chúng ta trừ đi input 800 lít, chúng ta sẽ biết là actual loss thì bằng 300 lít. Và như vậy thì abnormal loss thì sẽ bằng normal loss trừ đi, xin lỗi bạn, bằng total loss trừ đi normal loss, bằng 300 lít trừ đi 500 lít thì nó sẽ bằng 100 lít ha. Rồi câu 12.14 ạ. Rồi câu 12.14 ha. Thì hỏi chúng ta chọn cho chúng ta hai sản phẩm sử dụng chung một cái common process là sản phẩm X và sản phẩm Y. Và cho chúng ta là cái joy cost là 180.000 đô. Cho chúng ta biết là sản phẩm Y thì có thể bán lập tức với cái giá là 16.5 đô một ký. Còn sản phẩm X thì nó phải process tiếp nó mới bán được. Và cái process tiếp này nó tốn cost là 8 đô một lít. Và nó sau khi mình chi phí này xong thì nó có thể bán được 2-3 đô một lít. Cho nên là cái process X này là process cần phải further processing ha. Và họ hỏi chúng ta là cái common cost mà chúng ta phân bổ cho product X này là bao nhiêu. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ dùng phương pháp là net realizable value ha. Thì net realizable value của sản phẩm X thì như tôi nói là sản phẩm X chúng ta thu được là 15.000 lít. Đúng không ạ? 15.000 lít này chúng ta không bán ngay được. Chúng ta phải process tiếp và sau khi process chúng ta bán được 23 đô một lít. Nhưng để process tiếp thì chúng ta mất một cái cost là 8 đô. Được không ạ? Nghĩa là tương đương với việc là chúng ta bỏ ra 8 đô cũng thu được 23 đô thì tương đương là cái giá trị của nó trước khi further processing có thể tạm tính là 15 đô. Thì chúng ta lấy 15.000 lít nhân với lại cái phần này chúng ta sẽ thu được là 225.000 đô. Đây là net realizable value của sản phẩm X. Đúng không ạ? Và tương tự chúng ta có net realizable value của sản phẩm Y. Thì vì sản phẩm Y nó không cần process tiếp mà nó có thể bán ngay. Đúng không ạ? Cho nên là cái giá của sản phẩm Y nó sẽ là 16.5 và nó không cần process tiếp, tức là giá further processing của nó bằng 0, thì nó sẽ nhân ra là 123.750 đô. Thì đây chính là cái NAV của sản phẩm Y. Và họ hỏi chúng ta là tính cái common cost của sản phẩm X. Thì common cost của sản phẩm X mà theo phương pháp net realizable value thì đầu tiên là tổng cái chi phí là 180.000, nó sẽ nhân với lại NAV của X là 225.000. Và nó sẽ chia cho tổng NAV của X và Y, tức là tổng cái giá trị thực hiện là 225.000 cộng với lại 123.750. Được chưa? Thì chúng ta sẽ thu được đáp án là 116.129. Đáp án D. Đúng không? Thì cái bài này nó khác cái bài phía trên là cái sản phẩm X nó phải được further processing, cho nên chúng ta phải tính cái NAV của sản phẩm X sau cái common process này. Thì cái NAV của sản phẩm X sau common process thì nó tính bằng cái giá trị thực hiện trừ đi cái further processing cost là cái phần 23 đô trừ đi 8 đô này. Được không ạ? Và nó sẽ bằng 15 đô. Chúng ta nhân cái này thì chúng ta được cái NAV là 225.000. Đáp án là câu D. Rồi, mọi người cùng xem câu 12.15 ạ. Rồi, thì câu này nó cũng giống cái ví dụ phía trên ha. Họ đặt cách thức câu hỏi nó khác một tí thôi. Thì câu này họ cho chúng ta rất nhiều thông tin. Để họ gây nhiễu thì các chúng ta cần phải nhớ là phương pháp này dùng Net Realizable Value. Và ở đây chúng ta có Further Processing Cost. Cho nên cái giá trị mà chúng ta mang ra chúng ta so sánh nó phải là Final Sale Value trừ đi Further Processing Cost. Được không ạ?
Thì với sản phẩm A thì final sale value trừ đi further processing cost nó sẽ bằng 45.000, và sản phẩm B thì nó bằng 55.000. Thì cái choice cost chúng ta sẽ được phân bổ theo tỷ lệ như vậy, thì nó là 45% cho A và 55% cho B, đúng không ạ? Cái giá trị chúng ta cần phải tính là net realizable value, nó sẽ bằng final sale value trừ đi further processing cost, đúng không ạ? Đó chúng ta sẽ là câu D. Cách thức làm thì cũng giống như câu phía trên ha, chúng ta lấy cái final sale value trừ further processing cost được cái net realizable value, chúng ta so sánh tỷ lệ, chúng ta sẽ thấy là A sẽ chiếm 45% và B chiếm 55%. Rồi câu 12.6 ạ. Rồi thì cái câu này nó cũng sẽ tương tự với những câu phía trên ha, các bạn sẽ thấy là chúng ta có khá nhiều câu hỏi liên quan tới cái choice cost allocation ha, và những cái câu hỏi trong những cái đề thi những năm trước họ lấy ra làm ví dụ cũng vậy thôi. Sẽ thấy là những cái phần phía trên thì họ hỏi chủ yếu về lý thuyết, còn cái phần mà tính toán thì họ hỏi nhiều về choice cost allocation. Thì câu này tiếp tục một lần nữa họ dùng cái realizable value ha, sale value ha. Thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ phải lấy cái sale value tại thời điểm split off point, tức là sau cái common process chúng ta tính. Ở đây họ cho chúng ta hai cái selling price, và như ví dụ trên thì họ cho selling price và further processing cost, chúng ta sẽ trừ cái lấy selling price trừ further processing cost để chúng ta ra được cái realizable value tại split off point. Còn cái này họ cho chúng ta luôn cái selling price tại split off point rồi, thì chúng ta sẽ dùng đúng cái selling price tại split off point chúng ta tính, đúng không ạ? Thì khi đó thì cái sale value tương ứng của sản phẩm X nó sẽ là 8 đô nhân với lại 2.500 unit thì nó sẽ bằng 20.000 đô, và sản phẩm Y thì nó sẽ bằng là 15 đô nhân với 2.300 unit thì nó bằng 24.500 đô. Xin lỗi, 34.500 đô, 34.500 đô ha. 15 đô nhân với 2.300 là 34.500 đô. Thì các bạn có đó là tổng cái value của X, value của Y. Thì bài hỏi X thì chúng ta sẽ lấy cái tỷ trọng value của X, chúng ta nhân với lại cái choice cost. Thì đáp số câu này sẽ là câu A, 14.165. Đúng không ạ? Rồi thì đó là một số cái bài tập liên quan tới cái phần process costing ha. Thì như tôi nói lại là cái phần này là một cái phần tương đối khó, và các bạn sẽ cần phải đọc lại để mà nắm cho nó vững ha. Tại vì phần này khó, và sau này khi học lên trên nếu mà các bạn không nắm vững thì nó sẽ rất là khó cho các bạn. Rồi thì đó là những câu hỏi liên quan tới cái phần process costing. Thì không biết là mọi người còn câu hỏi nào không ạ? Mọi người có chỗ nào chưa rõ, mọi người có chỗ nào cần giảng lại, là mọi người có câu hỏi nào thắc mắc trong những cái phần phía trước nữa thì mọi người có thể ra lên đây ạ, nó sẽ cùng trao đổi ạ. Rồi nếu mọi người chưa có câu hỏi gì thì chắc chúng ta nghỉ giải lao khoảng 10 phút ha. Bây giờ là 8:05 và chúng ta sẽ quay lại vào lúc 8:05 ha. Thì sau khi quay lại chúng ta sẽ tiếp tục phần bài học hôm nay là cái phần CVP analysis ha. Rồi tôi mời lớp nghỉ ạ. Trong thời gian giải lao nếu mà các bạn có câu hỏi các bạn phải chat lên khung chat giúp tôi ạ. Rồi chúng ta quay lại lớp ha. Thì tôi thấy là có một bạn trong giờ đã chơi, tôi thấy có một bạn đặt câu hỏi là tại sao chúng ta dùng cái sale value tại split off point mà chúng ta không dùng cái sale value after further processing. Thì cái này ha, thì thứ nhất thì trong phần bài giảng hôm trước tôi cũng đã có nói với mọi người ha, chúng ta sẽ dùng sale value tại split off point là cái phương pháp mà chúng ta tính, và nếu là trường hợp mà chúng ta cho cái sale value final chúng ta phải trừ đi cái further processing cost. Thì cái lý do, cái logic đằng sau là tại sao chúng ta dùng cái sale value tại split off point, không phải chỉ câu 12.16 các bạn ha, mà tất cả các trường hợp dùng sale value, nếu các bạn có thể tính được sale value tại split off point các bạn phải dùng nha. Tại vì bạn hình dung là cứ qua mỗi cái quy trình sản xuất á thì cái giá trị nó sẽ dần lượt nó được đưa vào trong sản phẩm, được không ạ? Là giá trị mà bạn đưa vào, và cũng qua mỗi cái quá trình sản xuất thì cái giá trị sản phẩm nó sẽ tăng lên, đúng không ạ? Cho nên là nếu như bạn đang dùng cái mục đích bạn dùng ở đây á, là bạn phân bổ cái cost cho cái process dùng chung, thì cái giá trị tương ứng bạn sẽ phải dùng nó sẽ là giá trị sau cái process dùng chung đó. Còn nếu như một cái sản phẩm sau cái process dùng chung nó lại được tiếp tục làm cho một cái process further hơn, và cái process further đó nó làm cho giá trị sản phẩm tăng lên nhiều, thì việc bạn dùng cái sale value cuối cùng
nó sẽ dẫn đến việc là cái process, cái sản phẩm mà được process thêm mà nó tăng value lên nhiều đó, nó phải ăn cái chi phí common này quá cao. Tôi lấy ví dụ là bạn sản xuất những cái sản phẩm giống nhau trong một cái process đúng không ạ? Sau đó thì sẽ có những sản phẩm là bạn sơn bình thường, và sẽ có những sản phẩm further processing là bạn đi bạn mạ vàng. Thì chắc chắn là cái sản phẩm sau khi bạn mạ vàng, cái giá bạn bán được nó cao hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Và nếu bạn dùng cái giá mà final selling price after further processing thì rõ ràng là cái sản phẩm mà mạ vàng nó sẽ chịu một cái common cost quá cao. Trong khi đó, nếu như giả sử cái đầu chúng ta khoan nói về cho product, chúng ta nói về một product thôi, chúng ta sản xuất cái điện thoại đi, cái điện thoại sau giá trị sau giai đoạn sản xuất chung ra cái điện thoại rồi cũng như nhau, nhưng có một cái bạn mang đi bạn sơn bình thường, bạn sơn phủ bình thường, một cái bạn mang đi bạn mạ vàng, thì rõ ràng cái mạ vàng chắc chắn nó đắt hơn rất là nhiều, và cái further processing nó làm tăng giá trị lên quá nhiều. Cho nên là đó lý do tại sao mà chúng ta phải dùng cái selling price tại speed of point, chứ không phải dùng cái selling price tại cái final, tức là sau cái further processing. Đó là cái lý do là tại sao mà chúng ta dùng cái selling price tại speed of point. Thì không biết là câu trả lời của tôi có trả lời được cái câu hỏi của bạn Dung chưa? Rồi, cảm ơn mọi người ha. Thì phần tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ học về một cái nội dung mới ha. Nội dung này thì theo tôi thì nó sẽ dễ hiểu hơn so với cái nội dung về costing hôm trước. Costing là một trong những topic khó cho tất cả các chương trình về finance ha. Nên là mọi người có thể về nhà tranh thủ đọc thêm, chứ cũng chưa cần phải quá lo lắng nếu như mọi người cảm thấy là mọi người chưa hiểu hết được. Mọi người cứ đọc lại bài và xem lại những cái ví dụ mà hôm trước chúng ta cùng làm ở trên lớp thì mọi người sẽ hiểu hơn. Nếu mà tiếp tục chưa hiểu thì mọi người có thể đặt câu hỏi cho tôi trong những cái buổi học tiếp theo ha. Rồi, thì tôi chưa xem mọi người. Rồi, thì cái nội dung hôm nay chúng ta học là CVP Analysis, hoặc là một cái tên gọi khác của nó là Break Even Analysis. Nó có một cái tên gọi khác là Break Even Analysis. Thì CVP nó là cái từ viết tắt của Cost, Volume, Profit. Cho nên là khi chúng ta nói về CVP Analysis thì chúng ta phân tích cái mối liên hệ giữa Cost, Volume và Profit. Được không ạ? Volume, Cost và Profit nó sẽ có một cái mối liên hệ, và cái phân tích này sẽ phân tích về cái mối liên hệ đó. Thì cái nội dung đầu tiên mà liên hệ đến cái mối liên quan đến cái này là chúng ta nói về trường hợp break even point. Một cái business nó sẽ break even khi nào lợi nhuận của nó bằng không, đúng không ạ? Break even là điểm ngoài vốn ha. Cho nên là break even nghĩa là cái nơi mà lợi nhuận bằng không. Thì tại cái điểm hòa vốn thì khi nào bạn hòa vốn, bạn sẽ hòa vốn khi nào mà doanh số bạn sản sinh ra nó sẽ bằng với lại chi phí bạn bỏ ra, đúng không ạ? Và một cách khác là chúng ta sẽ có một cái break even nó xảy ra khi nào mà contribution của bạn nó cover, nó đủ để trả cho fixed cost của bạn, được không ạ? Thì ví dụ các bạn sẽ thấy ha, chúng ta sẽ có là break even thì nó sẽ bằng là sales trừ đi variable cost trừ đi fixed cost, đúng không ạ? Và nếu mà break even nghĩa là nó bằng không thì cái điều này nó bằng không, thì cái điều này nó tương đương gì ạ? Nó tương đương là sales trừ đi variable, nó sẽ bằng đúng fixed cost, được chưa? Và sales trừ đi variable cost chúng ta gọi nó là contribution, nghĩa là chúng ta sẽ có là total contribution sẽ bằng fixed cost, được chưa? Điểm hòa vốn sẽ xảy ra khi total contribution bằng với fixed cost, được chưa? Sales trừ đi tất cả những chi phí, chúng ta có thể viết lại là nó sẽ bằng total contribution thì bằng với fixed cost. Cho nên là khi chúng ta muốn xác định là break even point, nghĩa là người ta hỏi là bạn sản xuất bao nhiêu hoặc là bạn bán bao nhiêu volume thì bạn về vốn, thì công thức để chúng ta tính ra cái break even point, chúng ta sẽ lấy fixed cost chúng ta chia cho contribution per unit. Tại vì sao? Cái này có thể viết lại là gì ạ? Volume nhân
contribution per unit bằng fixed cost, đúng không ạ? Đây sẽ là tình huống mà điểm hòa vốn xảy ra. Như vậy thì nếu chúng ta muốn tìm cái điểm hòa vốn mà bằng volume, đúng không ạ? Cụ thể ở đây là break even point, ở đây nó sẽ là in volume, thì các bạn lấy fixed cost các bạn chia cho contribution per unit, được chưa? Điểm hòa vốn, câu hỏi là bán bao nhiêu thì về vốn hoặc là sản xuất bao nhiêu thì về vốn, thì chúng ta hãy lấy total fixed cost chúng ta chia cho contribution per unit. Contribution thì bằng sell trừ đi variable cost, đúng không? Và công thức để tính cái đó là chúng ta có công thức break even point bằng fixed cost chia cho contribution per unit. Rồi, mọi người xem giúp tôi cái ví dụ ở cuối trang 73 trong tài liệu của mọi người ạ. Rồi, thì chúng ta có là sell the expect là 10.000 unit và chúng ta sẽ bán với giá là 8 đô. Variable cost là 5 đô trên 1 unit. Và chúng ta có fixed cost là 21.000 đô. Và họ hỏi chúng ta là hãy tìm cái điểm về vốn. Rồi, thì như tôi nói là để tính điểm về vốn chúng ta sẽ lấy fixed cost chia cho contribution per unit. Thì ở đây chúng ta sẽ tính contribution per unit. Chúng ta có sell là 8 trừ đi variable cost là 5 thì chúng ta sẽ được contribution per unit là 3 đô. Và contribution để mà break even thì bằng fixed cost, được không ạ? Và bằng 21.000 đô. Được chưa? Chúng ta hòa vốn khi nào contribution nó bằng fixed cost thì khi đó break even point chúng ta sẽ bằng fixed cost hoặc là contribution required to break even là bằng 21.000 đô chúng ta chia cho 3 đô. Và chúng ta sẽ thu được kết quả là 7.000 unit. Được chưa? Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là nếu như chúng ta bán được 7.000 unit thì chúng ta sẽ về vốn. Và chúng ta cũng có thể viết lại cái này dưới dạng là trong trường hợp chúng ta muốn biết là chúng ta tính nó bằng revenue thì chúng ta lấy 7.000 unit này chúng ta nhân với selling price là 8 đô. Và chúng ta sẽ biết là chúng ta cần bán là 56.000 đô để chúng ta hòa vốn. Được chưa? Thì đó là cái tính toán điểm break even. Được không ạ? Thì đó chính là cái cách chúng ta tính cái break even point bằng unit. Và sau đó chúng ta nhân với selling price chúng ta sẽ tìm được cái revenue chúng ta cần break even. Rồi, liên quan tới cái tính toán về cái CVP analysis và cái break even point, chúng ta có thêm một cái nữa chúng ta cần biết, đó là một cái chỉ số ta gọi là contribution trên sale, hay gọi tắt là CS ratio. Cái này gọi tắt là CS ratio. Thì giống như tên gọi của nó, CS ratio nghĩa là lấy contribution chia cho sale. Được chưa? Tên của nó như thế nào nó tính như vậy, contribution chia cho sale. Thì cái ứng dụng của cái CS ratio như thế nào, mọi người coi tiếp cái ví dụ ở trang 74 giúp tôi ạ. Cái CS ratio này nó cũng được ứng dụng để tính break even point ha. Mọi người xem cái ví dụ ở trang 74 ạ. Rồi, thì chúng ta cùng giải quyết bài này ha. Bài toán cũng cho chúng ta những cái thông tin về cái expected revenue 10.000 unit bán tại giá 8 đô, variable cost là 5 đô và fixed cost là 21.000, nó chính y như cái bài toán ở trên ha. Thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp CS ratio để tính cái break even point. Thì ở đây contribution thì bằng selling price trừ variable cost ha, là 8 đô trừ 5 đô. Nó sẽ bằng là 3 đô y chang như ở trên. Thì CS ratio giống như cái tên của nó thì lấy C chia cho S nghĩa là bằng 3 chia cho 8, được không ạ? Thì bằng 37.5%. Thì cái chỉ số này nghĩa là sao? Cái chỉ số này nghĩa là với mỗi 1 đô mà bạn bán được thì nó sẽ giúp bạn contribute là 37.5 cent. Được chưa? Cái contribution bạn dùng để mà bạn co vào cho fixed cost là 37.5 cent. CS ratio ý nghĩa của nó là 1 đô bán được thì bao nhiêu đô đưa vào contribution. Rồi, thì chúng ta sẽ tính được cái revenue tại break even point bằng cách là
lấy cái fixed cost chia cho CS ratio, đúng không ạ? Mọi người sẽ nhớ ha, cái break even point hồi nãy chúng ta lấy fixed cost chúng ta chia cho contribution per unit thì cái chúng ta thu được là break even point in volume. Còn nếu chúng ta lấy fixed cost chúng ta chia cho CS ratio thì cái break even point nó thu được nó sẽ là in revenue. Kết quả của nó cuối cùng thì nó cũng bao nhiêu nhau thôi, nhưng cái thu được đầu tiên nó sẽ khác nhau ha. Cái kia sẽ tính là volume trước, còn cái này sẽ tính là revenue trước. Được không ạ? Thì công thức chúng ta là sale revenue tại break even point thì sẽ bằng fixed cost là 21.000 đô và chia cho CS ratio là 37.5%. Thì chúng ta sẽ thu được kết quả là 56.000 đô. Được chưa ạ? Mà nếu chúng ta muốn tính là unit thì chúng ta lấy 56.000 đô và chia selling price bằng 8 thì nó thu được 7.000 unit. Được chưa? Cái chỉ số CS ratio này nó tính ra, nếu chúng ta có CS ratio thì cái chúng ta dùng phương pháp break even chúng ta tính ra thì chúng ta sẽ thu được break even in revenue, tức là break even bằng tiền, bằng doanh số. Còn nếu chúng ta sử dụng cái cách hồi nãy là chia cho cái contribution per unit thì cái nó thu được là cái volume, được không ạ? Thì chúng ta ứng dụng như thế nào? Ứng dụng là cái nào chúng ta có sẵn thì chúng ta dùng, hoặc là nếu chúng ta cần tính ra revenue thì chúng ta sẽ dùng CS ratio trước, còn nếu chúng ta chỉ cần tính volume thì chúng ta sử dụng cái contribution per unit. Kết quả của nó các bạn sẽ thấy là không hề khác nhau. Khác là gì ạ? Cách kia sẽ tính ra 7.000 unit trước, sau đó nhân với 8 đô để ra được revenue. Cách này sẽ tính ra 56.000 đô revenue trước, và muốn tính bằng volume thì chia cái selling price thì ra unit. Đúng không ạ? Thì hai cái này là hai cách khác nhau để tính ra cùng một cái kết quả. Đó là bán được bao nhiêu tiền hoặc bán được bao nhiêu unit thì chúng ta sẽ đạt được điểm và vốn. Được chưa? Rồi, thì chúng ta sẽ đi đến một cái tiếp theo, chúng ta gọi là margin of safety, hay là cách dịch tiếng Việt một cách đơn giản nó gọi là khoảng an toàn. Thì khoảng an toàn này nó tính như thế nào? Khoảng an toàn này nó chính là cái khác biệt giữa cái break even unit và cái expected unit. Được không ạ? Nghĩa là làm sao? Nghĩa là bạn tính ra là cái ở trên là break even, ví dụ như cái ví dụ ở trên này ha, chúng ta tính ra break even unit là 7.000 unit, nhưng các bạn sẽ thấy ha, expected sale revenue của họ là 10.000, tức là bằng những cái phương pháp dự báo, họ dự báo là họ sẽ bán 10.000 và họ cần 7.000 unit để họ đạt được điểm hòa vốn, đúng không ạ? Ở đây họ expect 10.000, chúng ta tính ra là để hòa vốn họ cần bán được 7.000, thì margin of safety chính là khác biệt giữa hai con số này, nghĩa là 3.000 unit, margin of safety là 3.000 unit, hoặc nếu bạn muốn tính nó in phần trăm thì bạn lấy 3.000 unit bạn chia lại cho với lại cái break even volume, được không ạ? Sau đó bạn chia cho cái expected sale revenue, nghĩa là cái expected sale revenue của bạn sẽ được quyền rớt bao nhiêu phần trăm bạn vẫn hòa vốn. Ý nghĩa của cái margin of safety là như vậy, nó cho phép bạn rớt, tức là bạn dự báo và bạn không đạt được cái dự báo đó bao nhiêu phần trăm thì bạn vẫn hòa vốn, tại vì doanh nghiệp hòa vốn thì còn sống, còn nếu mà loss thì có thể về lâu dài có thể bị phá sản ha. Mặc chỉ nó sẽ tùy, ý nghĩa của nó là như vậy. Và cách tính là lấy cái expected volume trừ đi cái break even volume. Mọi người nhớ giúp tôi là volume nha. Rồi, chúng ta cùng xem cái ví dụ ở trang 75 trong tài liệu của mọi người ạ. Rồi, thì cái công ty này họ bán sản phẩm, họ có variable cost là 30 đô và selling price là 40 đô. Họ budget fixed cost là 70.000 và họ expect là họ sẽ bán được 8.000 unit. Được chưa? Và cái bài toán này liên quan tới cái margin of safety ha. Chúng ta sẽ cùng nhau tính cái chỉ số này. Rồi, thì như tôi nói là margin of safety thì nó tính bằng cái khác biệt giữa break even volume và expected volume. Expected volume đề bài cho rồi là 8.000 unit, như vậy cái chúng ta cần tìm là cái break even ha. Thì break even thì chúng ta sẽ có là break even point nó sẽ bằng fixed cost chia cho contribution per unit, được chưa? Fixed cost đề bài cho chúng ta là 70.000 đô và variable contribution per unit chúng ta sẽ lấy selling price trừ đi variable cost ha. Chúng ta sẽ có là 70.000 đô chia cho selling price 40 trừ đi variable cost 30 sẽ bằng 10. Thì chúng ta sẽ cần 7.000 unit.
Được chưa? Break even là 7.000 unit và margin of safety thì nó là 8.000 unit là expected. Volume trừ đi break even volume mà nó sẽ bằng là 8.000 trừ đi 7.000 thì nó sẽ bằng là 1.000 unit. Thì nếu các bạn muốn biết nó dưới dạng phần trăm thì các bạn lấy 1.000 các bạn chia cho 8.000 ha, thì các bạn sẽ được là 12.5%, tức là margin of safety của bạn là 1.000 unit hoặc 12.5% trên expected volume. Rồi thì như tôi nói là cái chỉ số này nó nói cái gì, cái chỉ số này nó nói là nếu như cái doanh số thực tế của bạn mà bị rớt 1.000 unit hoặc 12.5% thì các bạn sẽ đạt điểm hòa vốn không lời không lỗ. Nếu các bạn rớt hơn 12.5% hoặc rớt hơn 1.000 unit thì các bạn bị lỗ, và ngược lại nếu các bạn rớt ít hơn, tức là vẫn bị rớt, ví dụ không bán được 8.000 thì bán được 7.200 thôi, nhưng 7.200 nó cao hơn 7.000 thì các bạn rớt chỉ có 800 unit, ít hơn 1.000 unit bị rớt, các bạn vẫn có lợi nhuận. Được chưa? Ý nghĩa của margin of safety là như vậy, là cái khoản cho phép bạn rớt volume mà bạn chưa bị lỗ. Được chưa? Thì đó là cái ý nghĩa của cái margin of safety. Cái nội dung bài hôm nay thì nó cũng tương đối nhiều tính toán, nhưng mà những cái tính toán của nó rất là đơn giản nếu mà so sánh với cái phần phía trước. Các bạn thấy không? Nếu trong phần bài giảng chỗ nào mọi người chưa hiểu, mọi người nhận lại thì mọi người lưu giúp tôi nha. Rồi, chúng ta đi tiếp đến một cái. Cái này là một cái nội dung dẫn dắt thôi. Thì nãy giờ chúng ta nói về cái break even rồi ha. Thì chúng ta sẽ có là tại cái điểm break even point thì sell bằng variable cộng fix, và sell trừ variable thì bằng fix. Thì đây chính là cái hồi nãy tôi cũng có viết ở trên cho mọi người ha. Rồi, thì đây chính là cái biểu thức để mà chúng ta gọi là variable, xin lỗi, break even arithmetic, một cái biểu tích. Và cái này tí nữa chúng ta sẽ nói tiếp đến cái phần dùng nó để mà đi tiếp đến cái phần là liên quan tới cái target profit ha. Rồi chúng ta lại tiếp tục xem một cái ví dụ nữa ha, một cái ví dụ mà chúng ta sẽ sử dụng cái biểu thức này như thế nào. Thì trong cái ví dụ này, công ty này họ sản xuất một cái sản phẩm với cái variable cost là $7, được chưa? Nếu như cái fixed cost của công ty này là $63,000 thì người ta mới hỏi là công ty này nên bán một unit tại giá bao nhiêu để break even với cái sale volume là 12.000 unit. Được chưa? Người thấy được chưa? Những nãy giờ là họ cho là thông tin và hỏi chúng ta là break even. Bây giờ thì khi chúng ta vận dụng cái biểu thức này thì tình huống chúng ta sẽ vận dụng là chúng ta biết cái break even point rồi, chúng ta sẽ tìm unit selling price hoặc unit variable cost. Được chưa? Trong tình huống này là họ đang hỏi chúng ta là unit selling price. Rồi, hãy cùng giải quyết cái bài này ha. Thì như tôi nói là để mà break even thì contribution nó phải bằng fixed cost, và fixed cost của bài này là $63,000. Được chưa? Variable volume là 12.000 unit. Được chưa? Thì như vậy thì contribution per unit phải đạt được. Được chưa? Break even khi nào contribution là 63.000, tức là contribution nó đúng bằng fixed cost đúng không ạ? Và volume là 12.000, như vậy thì contribution per unit thì lấy 63.000 chia cho 12.000. Thì chúng ta được là $5.25, được không ạ? Và chúng ta biết là variable cost thì nó bằng $7, nên khi đó thì cái selling price ta cần thì chúng ta lấy 7 cộng với lại 5.25 bằng $12.25. Nghĩa là nếu như chúng ta có một cái fixed cost là 63.000 và chúng ta dự báo là chúng ta bán được 12.000 unit, thì để về vốn chúng ta cần phải định giá bán tại mức là $12.25, được không ạ? Đây là một cái bài tính ngược lại so với những gì nãy giờ tính ha. Nãy giờ là chúng ta tính là cái volume để hòa vốn, thì ở đây chúng ta biết cái volume hòa vốn rồi, chúng ta sẽ dùng cái biểu thức là hòa vốn khi nào mà contribution thì bằng fixed cost, và contribution thì nó bằng sale trừ variable. Được chưa?
Thực ra thì cái này các bạn hoàn toàn có thể dùng những cái nội dung từ nãy để chúng ta dùng tính cũng được. Nhưng mà tại sao chúng ta tiếp tục cách này? Chúng ta tiếp tục cách này để chúng ta đi tiếp đến cái nội dung phía dưới ha. Là target profit. Từ nãy đến giờ chúng ta nói về break even và vốn thôi, nghĩa là profit bằng không. Vậy thì khi mà chúng ta muốn có một cái profit bằng một con số n nào đó không phải là không, thì cái biểu thức của chúng ta sẽ viết lại. Hồi nãy chúng ta có là sell bằng variable cộng fix thì nó là break even. Thì nếu chúng ta muốn có profit giả sử là bằng p, thì sell của chúng ta sẽ phải bằng variable cộng fix và cộng với profit. Được chưa? Thì đây chính là cái biểu thức mà chúng ta phải có. Thì khi này cái contribution required, các bạn sẽ thấy ha, nãy giờ contribution required để break even thì contribution required nó bằng fixed cost, nghĩa là ở trên này chúng ta có viết S trừ V, đây là contribution này. Contribution bằng fixed cost. Thì bây giờ nếu chúng ta muốn có profit thì chúng ta viết lại từ cái biểu thức này, chúng ta sẽ có là contribution của chúng ta khi này phải bằng F cộng P. Được chưa? Break even thì contribution sẽ bằng fixed cost. Nếu muốn có profit thì contribution nó phải bằng fixed cost cộng với profit chúng ta muốn. Rồi, mọi người đọc giúp tôi cái ví dụ ở trang số 77 ạ. Rồi, mọi người đọc bài xong chưa? Thì cái bài toán này họ cho chúng ta cái công ty này sản xuất và bán một loại sản phẩm với cái thông tin về variable cost là direct material là 10 đô, direct labor là 8 đô và variable production overhead là 6 đô. Mọi người lưu ý ha, tất cả variable chúng ta đều tính vào trong cái contribution ha. Rồi, sell price là 30 đô, fixed cost là 68.000 đô và công ty muốn có một cái profit là 16.000 đô một năm. Thì hỏi chúng ta là công ty này cần có một cái sale là bao nhiêu ha. Nãy giờ chúng ta là break even, bây giờ chúng ta là muốn có một cái profit là 16.000 đô. Thì như tôi nói là cái khác biệt là khi này thì required contribution nó phải bằng fixed cost cộng với profit. Hồi nãy nó chỉ bằng fixed cost mà thôi. Thì đây chúng ta có là fixed cost là 68.000 cộng với lại profit expect là 16.000, nên contribution bây giờ chúng ta cần phải đạt được là 84.000 đô thì chúng ta mới đạt được cái kết quả này. Được chưa? Rồi, thì như tôi nói là required contribution là 84.000. Bây giờ chúng ta muốn tìm là cái sale chúng ta phải là bao nhiêu thì chúng ta sẽ có hai cách ha. Một là chúng ta lấy cái required contribution này chúng ta chia cho contribution per unit. Và cách thứ hai là chúng ta có thể dùng CS ratio ha. Thực ra chúng ta có thể dùng bất cứ nào ha. Ở đây tôi chỉ trình bày cái hai cách tính để cho mọi người dễ hình dung thôi. Thì CS ratio chúng ta sẽ có contribution là 30 đô trừ đi 24 đô variable ha. 24 đô là bằng cộng 3 số này là selling price là 30 đô và bạn chia cho 30 thì bạn sẽ bằng được cái CS ratio ở đây nó sẽ là khoảng 20%. Được không ạ? Rồi, thì khi bạn có CS ratio thì cách đầu tiên là bạn biết là bạn sẽ cần tính ra cái revenue required, cái revenue mà bạn cần. Nếu như bạn muốn tính ra cái sale revenue ha, như tôi nói là tùy câu hỏi ha. Nếu như mà người ta hỏi bạn là sale revenue trước thì bạn sẽ dùng CS ratio nó sẽ nhanh hơn. Thì bạn sẽ biết là cái expected là 84.000 đô, đó là cái required contribution và bạn chia cho CS ratio 20% thì bạn sẽ được cái giá trị sale revenue cần thiết là 420.000 đô. Được chưa? Thì nếu mà bạn tính là sale revenue rồi thì bạn hoàn toàn có thể suy ra được bạn bán là 30 đô cho nên cái volume nó sẽ bằng là 420 chia cho 30 thì nó sẽ bằng 14.000 unit. Được chưa? Rồi, cách thứ hai là nếu như bạn tính ra cái volume trước thì chúng ta lấy là 84.000 đô required contribution, chúng ta chia cho contribution per unit là 30 trừ đi 24, chúng ta sẽ thu được là 14.000 unit. Được chưa? Và trong trường hợp này chúng ta sẽ suy ra là revenue là 14.000 unit nhân với lại selling price 30 đô thì nó sẽ bằng 420.000. Thì như tôi nói là hai cách tính này
nó không đưa đến kết quả khác nhau, nhưng tùy theo cái tình huống là bạn cần tính là cái nào trước. Nếu bạn cần tính là sales revenue trước thì bạn dùng CS ratio bạn chia, nếu như bạn cần tính là volume trước thì bạn dùng cái contribution per unit bạn chia trước, được không ạ? Kết quả thì nó không khác nhau, được chưa? Thì đây là cái tình huống mà chúng ta sẽ xử lý trong bài toán, là họ yêu cầu chúng ta tìm volume hoặc tìm revenue để công ty có một cái mức lợi nhuận. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ việc lợi nhuận bằng không, khi mà có lợi nhuận vào thì cái thay đổi duy nhất trong cái cách chúng ta tiếp cận là required contribution khi này nó không bằng fixed cost mà nó bằng fixed cost cộng với profit, được không ạ? Rồi thì đó là cái nội dung liên quan tới cái chuyện là khi chúng ta có một cái profit mà chúng ta mong đợi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến những cái decision. Những cái này chúng ta học để làm gì? Chúng ta có những cái decision, chúng ta không chỉ tính toán không ha. Chúng ta vận dụng vào những tình huống kinh doanh cụ thể, chúng ta phải đưa ra những cái quyết định. Mọi người đọc giúp tôi cái ví dụ ở trang 78 trong cái tài liệu của mọi người ạ. Một cái ví dụ ở đây là, đầu tiên là một cái ví dụ về cái chuyện là chúng ta quyết định như thế nào về chuyện chúng ta thay đổi giá bán sản phẩm ha. Nãy chúng ta có một cái ví dụ về chuyện xét giá bán, là bây giờ chúng ta thử xem một cái định về chuyện là thay đổi giá bán. Rồi, tình huống bài này là như thế nào? Là một công ty bán bánh, họ bán một cái loại bánh, thì công ty này có một cái variable cost là 15 cent và họ đang bán cái bánh này ở giá là 25 cent cho một cái. Fixed cost là 2.600 đô cho một tháng và cái lợi nhuận hiện nay của công ty này là 36.000 đô. Được chưa? Cái lợi nhuận 36.000 đô này là cho một năm. Rồi. Thì cái bạn giám đốc bán hàng ở đây á, các bạn giám đốc bán hàng ở đây, bạn ấy mới đưa ra một cái tình huống là bạn ấy muốn nâng cái giá bán lên, là nâng lên 29 cent. Hồi nãy là 25 cent ha, bạn ấy muốn nâng cái giá bán lên là 29 cent. Và bạn ấy sợ rằng cái chuyện bạn ấy nâng giá bán sẽ khiến người ta mua bánh ít đi và có thể là ảnh hưởng đến chuyện là không biết là cái việc này nó sẽ tốt hay xấu. Được chưa? Thì bài toán mới nói chúng ta là chúng ta hãy đánh giá xem cái việc mà rây giá bán này lên thì cái việc volume tối thiểu cần duy trì được là bao nhiêu. Được chưa? Bài toán là tình huống kinh doanh hiện tại muốn tăng giá bán lên, sợ rằng tăng giá bán thì giảm volume. Vậy thì câu hỏi là volume tối thiểu phải bằng bao nhiêu thì cái việc tăng giá bán này nó mới có giá trị, nó mới là hợp lý ha. Rồi, chúng ta sẽ tình huống ở đây thì chúng ta sẽ phải tìm cái gì ạ? Chúng ta phải tìm ra cái nó sẽ hợp lý nếu như việc tăng giá bán không làm cho chúng ta lợi ích hơn ngày trước. Ngày trước chúng ta lời 36.000 đô một năm. Bây giờ chúng ta tăng giá làm sao mà chúng ta lời ít nhất là 36.000 đô một năm thì chúng ta sẽ làm. Còn nếu mà lợi ích hơn thì chúng ta không làm, đúng không ạ? Nó đang để yên là lời 36.000, nếu chúng ta làm cái gì đó mà lời nhiều hơn chúng ta sẽ làm, ít hơn nó không làm. Thì hiện nay 36.000 đô một năm nghĩa là chúng ta có thể tạm tính trung bình là 3.000 đô cho một tháng. Được chưa? Thì như vậy thì ở đây chúng ta biết là required profit sẽ là 3.000 đô một tháng. Chúng ta cũng biết là fixed cost là 2.600 đô một tháng ha. Các bạn sẽ nhìn ở đây ha. 2.600 đô một tháng và cái volume, cái này là 36.000 đô một năm nên nó tương ứng với 3 đô một tháng. Như vậy thì chúng ta sẽ có là monthly fixed cost nó là 2.600 đô và monthly profit minimum mà chúng ta có thể chấp nhận nó là 3.000 đô. Nghĩa là monthly contribution tối thiểu chúng ta cần đạt được là 5.600 đô. Được không ạ? À? Tối thiểu contribution chúng ta thu về phải là 5.600 đô thì cái việc chúng ta làm nó mới có ý nghĩa. Còn nếu mà chúng ta thu được ít hơn thì thôi đừng làm, tại vì làm thì nó còn lỗ hơn ngày xưa. Rồi, chúng ta đã có là cái monthly contribution rồi. Vậy thì để bài học chúng ta tính volume, chúng ta sẽ tính bằng cái công thức là cái volume required, đúng không? Đây đang hỏi volume required thì nó sẽ bằng cái contribution mà chúng ta cần đạt được ở phía trên là 5.600 đô và chia cho cái unit contribution. Thì
khi chúng ta tiến hành tăng giá, giá mới chúng ta là 29 cent. Chúng ta trừ đi contribution là 15 cent. Nghĩa là một cái contribution per unit sẽ là 14 cent. Được chưa? 14 cent là 0,14 đô. Thì chúng ta lấy 5.600 chúng ta chia cho 14 cent. Thì chúng ta sẽ tính được là 40.000. Okay. Được chưa? Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu chúng ta bán được 40.000 cái bánh với cái mức giá 29 cent hoặc nhiều hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể tăng giá. Nếu như chúng ta dự báo rằng mức giá 29 cent này sẽ bán được ít hơn 40.000 cái bánh thì chúng ta không tăng giá. Được chưa? Mọi người hiểu rõ tình huống này chưa? Đây là tình huống ứng dụng thực tế. Khi chúng ta kinh doanh một thời gian, chúng ta muốn tăng giá bán và chúng ta muốn kiểm tra là cái việc tăng giá bán này như thế nào thì chúng ta hãy xem dự báo doanh số với mức giá mới nó có vượt quá con số 40.000 cái bánh này hay không. Nếu vượt quá thì chúng ta có thể tăng. Nếu như không vượt qua được con số 40.000 này thì đừng tăng, tại vì nó sẽ làm giảm lợi nhuận của các bạn đi. Được chưa? Thì đây là cái bài tập về tính ứng dụng của nó trong thực tiễn. Còn cách thức là các bạn vẫn bằng một cách nào đó các bạn tìm ra được cái contribution required, sau đó từ contribution required các bạn chia cho CS ratio hoặc chia cho contribution per unit để các bạn tìm ra doanh số hoặc volume cần thiết. Được chưa? Thì đó là cái ứng dụng trong tình huống là thay đổi selling price. Rồi, chúng ta đi đến một cái ví dụ tiếp theo liên quan đến cái tình huống là thay đổi production cost. Mọi người đọc giúp tôi cái ví dụ ở trang 79 trong tài liệu của mọi người ạ. Rồi, mọi người đọc xong cái tình huống bài này chưa? Bài này thì tình huống nó hơi khác, tức là quyết định này sẽ là quyết định về mặt production ha. Thì công ty này cũng có tình huống kinh doanh hiện tại với cái variable cost, với cái fixed cost, với cái volume hiện tại. Được chưa? Rồi, nhưng mà bài toán đặt ra là công ty này họ đang cân nhắc đến cái chuyện không phải là thay đổi giá bán, mà họ cân nhắc đến chuyện là họ nâng cấp một cái máy để mà có thể giảm cái variable cost của họ xuống. Và cái máy này, cái việc nâng cấp cái máy này nó sẽ tốn của họ một cái cost là 10.000 đô. Thì câu hỏi đặt ra là họ có nên thuê cái máy này hay không? Được chưa? Và nếu như thuê cái máy này thì họ phải sản xuất một cái lượng volume là bao nhiêu và bán lượng volume là bao nhiêu để họ duy trì cái profit giống như bây giờ. Được chưa? Tình huống đầu tiên là nếu họ thuê cái máy này và họ muốn duy trì cái profit giống như bây giờ thì họ phải bán được một cái lượng volume là bao nhiêu. Tình huống thứ hai là nếu như cái revenue của họ, xin lỗi bạn, cái volume của họ vẫn duy trì ở mức cũ là 6.000 unit thì cái việc thuê máy này sẽ khiến cho cái profit mỗi năm của họ thay đổi ra làm sao. Được chưa? Đó là hai cái yêu cầu bài toán ha, đều liên quan tới việc thuê máy. Thứ nhất, thuê thì cần bán tối thiểu, cần sản xuất tối thiểu là bao nhiêu volume để duy trì lợi nhuận. Thứ hai, nếu có thể duy trì được cái mức volume như cũ thì lợi nhuận nó sẽ là bao nhiêu. Rồi, thì tiếp cận cái bài toán này cũng giống như cái cách nó vẫn làm ha. Đầu tiên chúng ta sẽ có là current unit contribution. Thì chúng ta có selling price là 18 đô trừ đi production variable là 8 đô và trừ tiếp đi 2 đô là sell. Đúng không ạ? Mọi người nên nhớ là trừ đi tất cả variable cost ha, sell variable 2 đô, production variable 8 đô. Thì mọi người sẽ tính được cái current contribution của mọi người là 10 đô. Được chưa? À xin lỗi, contribution của họ, của mọi người current là 8 đô. Rồi, thì với cái current contribution là 8 đô. Với cái current contribution là 8 đô thì với cái volume hiện nay là 6.000 thì mọi người sẽ thu được là 48.000 đô contribution. Được chưa? Rồi, fixed cost hiện nay đề bài cho mọi người là 40.000. Thì nghĩa là hiện nay mọi người đang generate ra một cái profit là 8.000 đô. Được chưa? Tại vì đề bài hỏi là
chúng ta làm sao để duy trì lợi nhuận hiện tại thì chúng ta phải biết lợi nhuận hiện tại là bao nhiêu, được chưa? Thì lợi nhuận hiện tại là 8.000 đô, được chưa? Rồi thì khi chúng ta làm cái máy mới này, chúng ta phải trả tiền thuê. Thì cái máy mới này phải trả tiền thuê là 10.000 đô, thì cái này nó sẽ trở thành fixed cost, nó sẽ làm tăng fixed cost của chúng ta lên, được chưa? Và theo chiều ngược lại thì nó làm giảm cái variable cost của chúng ta xuống, được chưa? Variable cost hồi nãy là 8 đô và 2 đô, thì nó còn lại là 6 đô và 2 đô. Thì nó sẽ giúp cho contribution unit tăng từ 8 đô lên 10 đô, được chưa? Vì chúng ta saving 2 đô ở cái variable production cost này. Rồi, nó sẽ cùng tính ha. Thì khi này cái required profit, tức là chúng ta phải duy trì cái profit như cũ là 8.000, được chưa? Fixed cost của chúng ta bây giờ hồi nãy là 40.000, nhưng chúng ta lại thuê thêm cái máy cho nên nó trở thành 50.000 đô, được chưa? Thì 50.000 đô này nghĩa là nó bao gồm 40.000 đô là cái mức cũ cộng với lại 10.000 đô của cái new machine, đúng không? Các bạn thuê cái máy về, các bạn phải trả tiền cho người ta, được chưa? Rồi thì như vậy thì required contribution bây giờ nó trở thành 58.000 đô, được chưa? Các bạn có required contribution là 58.000 đô. Contribution per unit của các bạn bây giờ nó là 10 đô. Và 10 đô này thì nó bằng cái gì ạ? Selling price của bạn không đổi, nhưng production variable của bạn giảm xuống 6 đô và variable sale vẫn là 2 đô. Thì bạn sẽ có một cái contribution per unit nó là 10 đô. Và khi này thì chúng ta hoàn toàn có viết required contribution là 58.000 và contribution per unit là 10 đô. Thì chúng ta lấy 58 chia 10, chúng ta sẽ thu được là chúng ta cần tất cả là 5.800 unit, được chưa? Nghĩa là nếu chúng ta thuê cái máy này, chúng ta cần bán được tối thiểu 5.800 unit để đảm bảo lợi nhuận của chúng ta giống như cũ. Rồi, cái yêu cầu thứ hai của bài toán là nếu trong trường hợp chúng ta thuê cái máy này rồi và chúng ta vẫn duy trì được cái mức là 6.000 unit, thì chúng ta biết là nếu mà bán 5.800 unit thì chúng ta đã đạt được cái mức lợi nhuận giống như cũ rồi. Thì khi chúng ta duy trì được 6.000 unit thì chắc chắn lợi nhuận nó sẽ cao hơn ha. Thì để mà tính thì chúng ta tính bình thường, sale chúng ta có 6.000 unit nhân 18 đô thì bằng 78.000 đô. À xin lỗi các bạn, 108.000 đô. Rồi, variable cost thì các bạn sẽ có là variable cost thì nó bằng production cost là 6.000 nhân với lại 6 đô và sale là 6.000 nhân với lại 2 đô. Thì chúng ta sẽ có 6.000 nhân 8 đô thì tổng cái variable cost ở đây nó sẽ là 48.000 đô. Thì khi này cái contribution chúng ta thu được nó sẽ là 60.000 đô, được chưa? Và fixed cost của chúng ta nó sẽ là 50.000, 40.000 như cũ và 10.000 với máy. Khi này lợi nhuận chúng ta sẽ là 10.000 đô, được chưa? Thì đây chính là cái đáp án, cái câu trả lời cho cái requirement số 2 của họ. Là nếu như chúng ta duy trì được 6.000 unit thì chúng ta có một cái lợi nhuận nó bằng bao nhiêu, thì chúng ta sẽ tính được cái lợi nhuận nó là 10.000 đô. Thì đây chính là cái ví dụ ứng dụng của cái việc là chúng ta sẽ tính toán trong cái việc thay đổi cái production, cái cấu trúc giá của chúng ta trong production ha. Chúng ta đầu tư thêm vào fixed cost, chúng ta tiết kiệm vào variable cost, thì chúng ta được cái lợi nhuận như thế nào và đạt cái volume minimum như thế nào. Thì toàn bộ cái phần tài toán giá chúng ta học đều xoay quanh cái chuyện là chúng ta cần một cái volume tối thiểu là bao nhiêu, và cách tiếp cận thì đều là chúng ta tìm ra cái required contribution, sau đó chúng ta tính cái unit
contribution, và chúng ta sẽ tìm được cái volume. Rồi với bài toán này á, câu yêu cầu thứ hai là tính cái lợi nhuận mới á, chúng ta sẽ có một cách khác, tức là nếu như chúng ta bán được 5.800 unit, tức là như câu A, thì chúng ta sẽ được một cái lợi nhuận là 8.000 đô, được chưa? Tại vì 5.800 unit sẽ mang lại lợi nhuận như cũ, tức là 8.000 đô. Thì sau khi chúng ta đạt lợi nhuận thì toàn bộ cái phần volume tăng thêm, toàn bộ contribution của nó sẽ được cộng thêm vào lợi nhuận. Nghĩa là 200 cái unit đã sản xuất sale này, vì 5.800 unit kia nó đã cover toàn bộ fixed cost rồi, nên 200 unit, tức là từ 5.800 unit lên 6.000 unit, 200 unit tăng thêm này, toàn bộ contribution của nó sẽ chạy thẳng xuống profit. Cho nên là bạn có thể tính lấy hai cái này cộng lại, bạn cũng sẽ ra được 10.000 đô. Thì đó sẽ là cái câu trả lời cho cái tình huống của chúng ta là những cái thay đổi trong production cost, bao gồm cả variable cost và bao gồm cả fixed cost. Rồi, đến đây không biết là mọi người có câu hỏi nào liên quan tới cái phần bài học nào mà. Rồi, nếu mọi người chưa có câu hỏi nào thì tôi nghĩ chắc chúng ta tạm dừng buổi học ngày hôm nay ở đây ha. Tại vì cái nội dung tiếp theo thì nó sẽ cần khoảng 15 phút để chúng ta có thể đi qua. Nó sẽ hơi lố giờ của mọi người ha. Rồi, thứ bảy chúng ta sẽ đi tiếp cái phần CV Analysis. Chúng ta sẽ cùng nhau làm những câu hỏi liên quan tới phần này. Và chúng ta sẽ học tiếp đến phần Short Term Decision Making, tức là những cái quyết định trong ngắn hạn của chúng ta ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã tham gia buổi học ha. Và chúng ta sẽ kết thúc buổi học ở đây. Xin chào mọi người ạ.